Hôm nay là tổ chức giải cầu lông mở rộng quận 7, gồm có những đội giao lưu ở các quận, quận 3, quận huyện Bình Chánh và nhiều quận huyện khác. Ở bên đây là Huy Cương làm trọng tài, bên đây là anh Hà làm trọng tài, bên đây là cặp Đức Mạnh, Long An với lại cặp Phát, Duy, không biết Phát tên gì. Cố lên hai đội. Ao nhiêu mà mạnh, tỷ số nhiêu mà mạnh. Hay nhiêu rồi Cương, cố lên cố lên, chúc mừng hai đội. Nhiêu rồi Đức, mạnh ơi tập trung đi, chói quá. Hay nhưng mà hay hơn phối hợp như bữa đánh là tốt rồi. Bữa nay cố lên đánh cầu chính xác xíu kìa, lên đúng rồi. Hay Đức, chết, tránh bạn kia ra, bạn kia mạnh lắm. Ừ, thủ lại liền. 7-0. Sân hơi chói, đây là sân đa năng, không có phải sân chuyên cầu lông. 8-0. Hay kìa, hay luôn. Đức ơi, mạnh mạnh mạnh. 9-0. Ai tay thuận thì đánh. Hay mạnh ơi, kìa. Ừ, tập trung nha mạnh. Quốc mạnh ơi. Đức. Kìa mạnh. Đức. Hay. 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 Wow. Bác ơi. Không đều, chúc mừng đều lần thứ nhất. Không không không. Mạnh tập trung nha mạnh. Hai đứa qua bên đây. Tự nhiên. 1-0, đổi sơn, đổi sơn. Đổi sơn. Đổi sơn. Bên đây là Hiếu với lại Trung. Bên đây Thương Dừa với lại An. Hai cặp này cũng đều đều ạ. Ao ao. Ao ao. Ao luôn á Pháp. 2-3. Ba đều. Bây giờ là cặp mới này là duyên với gì? Duyên gì ạ? Ờ, cũng chịu. Kệ đi, lỡ rồi. Ờ, bởi vậy. Thôi kệ đi, vui là chính, ăn nhậu là 10. Hay. Thủ, hay luôn. Mở cầu rất là đẹp nhưng mà ao. 6. Năm sáu. Hay quá. 6 đều. Chúc mừng 6 đều. Hai đội này rất là ngang tài ngang sức nha. Giết. Hay. Dở quá mạnh ơi. 7-6. Bảy đều. Bảy đều, bảy đều. Anh Huy làm trọng tài.
7, chúc mừng hai đội cố lên, tập trung nha, hay tập trung đi, hay luôn Pháp ơi. Đánh chính xác nha, đánh chính xác nha. 8-9. Cố lên. Kìa, hay quá. Ôi giời ơi, 9 đều. Chúc mừng 9 đều. Nào. Bé này đánh hay lắm nè. Không chín cuối. Dở quá dở rồi. Không chín cuối. 9-5. Đánh luôn đi, lỡ rồi giờ không đều, chúc mừng. À nhưng mà lỡ đánh rồi thôi kệ, cứ vô giật lên là đánh luôn, chứ là rút lại cũng không xong. Không đều, tập trung. Rồi, kỹ. Hay. Hay luôn, một đều, một không. Một không. Mạnh ơi. Hay. Hay quá Pháp ơi. Ôi trời ơi. Cảm ơn em. Cảm ơn đã cho anh hát. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã cho anh chiến thắng. Thả cho thắng. 22-20. Chúc mừng, cảm ơn trọng tài. 22-20. Đổi cho cầu 7-1. Sao nãy giờ thắng mấy trận rồi? Chúc mừng em. Hello. Trời ơi, sexy vậy hả? Mạnh đất ăn chưa phát gì hả? Ăn 22-20. Bác cái gì hả? Rồi, từ đâu không? Quá. Có ăn chậm rồi. Bác gì, ở đây ăn mấy con ta? Nói chung là thôi nè.